Hello mọi người, đây sẽ là một clip chia sẻ kinh nghiệm về chuyến đi Đài Loan tự túc của gia đình mình trong dịp Tết Nguyên đán vừa rồi. Nếu mọi người cũng đang tìm hiểu thông tin cho chuyến đi sắp tới thì hãy tham khảo clip này của mình nhé. Mình sẽ chia sẻ xen kẽ cả việc đi chơi cùng các thông tin cần thiết. Việc đầu tiên mà chúng ta cần tìm hiểu đó là xin visa. Để nói chi tiết về vấn đề này thì rất là dài, vậy cho nên mình sẽ để một link tổng hợp ở dưới. Còn trong clip này mình sẽ nói khái quát cho mọi người dễ hiểu và một số lưu ý trong quá trình xin visa của gia đình mình để mọi người có thêm thông tin. Gia đình mình đã xin hai loại visa, một là visa dán, hai là visa điện tử hay còn gọi là e-visa. Cả hai loại này đều có thời hạn là 3 tháng. Visa điện tử thì nhập cảnh không quá 6 lần và mỗi lần không quá 14 ngày. Với loại visa dán này thì có thể vào Đài Loan một lần và cũng không quá 14 ngày. Đây là loại mà gia đình mình đã xin, còn có cả loại ra vào nhiều hơn và thời hạn lâu hơn thì mọi người xem ở trong link giúp mình nha. Phí để xin visa dán này là 50 đô la Mỹ. Bọn mình đọc thấy bài đăng trên group chia sẻ là họ sẽ không nhận tờ 50 đô la chẵn mà mọi người sẽ phải chuẩn bị tờ 10, 20 đô hoặc là 100 đô. Mình thì không rõ là đúng hay sai nhưng mà mình vẫn làm theo và chồng mình lúc đi nộp thì hoàn toàn không có vấn đề gì. Đối với loại visa dán trực tiếp vào hộ chiếu này thì mọi người phải mang hết các giấy tờ cần thiết đến đại sứ quán để nộp và đợi kết quả. Về máy bay và phòng khách sạn thì mình đều đặt loại mà không phải thanh toán trước, sau đó là in ra. Phải làm cả lịch trình thật hợp lý để in ra nữa nhé. Địa chỉ nộp thì mình sẽ để ở trong phần mô tả. Đi đến thì thấy rất là đông và họ sẽ phát số từ 1 đến 120 trong một ngày thôi. Vậy nên mọi người đến lấy số sớm một chút không là hết nha. Lấy số xong thì ngồi đợi cũng không lâu lắm đâu. Quả thì sẽ có sau khoảng 5 ngày làm việc. Tiếp theo là đến e-visa. Loại này thì mọi người chỉ cần xin online ở nhà thôi. Và tự xin e-visa thì miễn phí nha. Vào link mà mình gửi ở dưới nha. Mình sẽ gửi cả bảng hướng dẫn nữa. Tuy nhiên là mọi người sẽ phải đạt một số điều kiện để xin được loại visa này. Ví dụ như mọi người đã đi một trong các nước như Mỹ, Canada, Anh, Úc, New Zealand, khối Schengen. Nhà mình tham khảo giá xin visa qua một bên dịch vụ thì họ báo là 2.600.000 cho một hồ sơ xin visa dán và 1.300.000 cho một hồ sơ e-visa. Vì cả nhà mình đã đi một số nước và cũng cảm thấy khá tự tin với hồ sơ của mình, vậy cho nên là chồng mình đã tự tham khảo trên các group, tự tìm hiểu và tự xin visa. Còn nếu mọi người cảm thấy không tự tin vào hồ sơ của mình hoặc không có nhiều thời gian để ra đại sứ quán thì mọi người nên tìm một bên dịch vụ uy tín để làm giúp nha. Mọi người có thể khai tờ khai nhập cảnh bằng cách quét mã QR này trước nhé, hoặc không thì có thể đến nơi khai giấy như thế này. Đây là danh sách những thực phẩm mà mọi người nhất định không được mang vào Đài Loan nha. Lúc này đã xong hết thủ tục thì đến phần đi lấy SIM nha. Mình đặt SIM trên Klook từ lúc ở Việt Nam và lấy tại sân bay Đào Viên của Đài Bắc. Có 3 nhà mạng lớn và mình đặt được của nhà mạng Trung Hoa. Dùng cực kỳ thích luôn bởi vì là data không giới hạn. Xong hết thủ tục thì mọi người theo dòng người đi ra ngoài tìm quầy số 6 để lấy SIM nha. Tiếp theo là đến thử vận may với chương trình Taiwan The Lucky Land này mọi người. Mỗi một du khách có cơ hội trúng đến 5.000 đài tệ liền. Để có thể tham gia chương trình này thì mọi người cần phải đăng ký trước và mình sẽ để link đăng ký ở dưới nha. Và nhớ là lúc chơi thì phải nhấn vào các túi tiền rơi ở trên màn hình nhá. Mình không để ý thế là không kịp ấn. Rất nhiều người trúng thưởng, còn mình thì hơi su. Sau khi xong xuôi thì bọn mình ra MRT để đi tàu điện về ga bọn mình ở. Mọi người cứ đi theo biển hướng dẫn rồi sẽ đến chỗ máy bán vé tự động này. Và trẻ em dưới 6 tuổi thì miễn phí nha mọi người. Mình không biết nên là mình đã mua cả vé cho em bé nhà mình luôn. Mọi người chọn ga mình muốn đến rồi chọn số lượng vé mà mình muốn mua và nhét tiền vào là xong thôi. Tiền thừa và thẻ đi tàu sẽ rơi ra ở khe dưới này nha. Mình sẽ nói tiếp về việc đặt vé máy bay sau khi nhận được visa nhé. Bọn mình nhận được visa vào đúng 27 Tết mà kế hoạch là đi vào mùng 3 Tết. Nên mình đã phải đặt vé và khách sạn một cách cấp tốc. Chuyến đi này có em bé đi chung, vậy nên mình chỉ đi thăm thủ đô của Đài Loan là Đài Bắc thôi. Vé máy bay mình đặt qua app Skyscanner. Mọi người có thể tham khảo cả Traveloka để tìm giá vé tốt nhất. Và đương nhiên là thời gian đặt càng sớm thì càng có nhiều lựa chọn, giá vé cũng sẽ mềm hơn. Khoảng 3 triệu rưỡi đến hơn 4 triệu chẳng hạn. Còn lần này bọn mình đặt được vé của Vietjet với giá là xích suất 5 triệu. Không có bữa ăn và hành lý ký gửi nên mình đã mua thêm hành lý 30kg. Thời gian bay từ Hà Nội thẳng qua Đài Bắc là 2,5 tiếng. Mọi người có thể đặt bữa ăn trước hoặc ăn tại sân bay nha. Một vấn đề cực kỳ quan trọng tiếp theo đó chính là chọn chỗ ở. Mình tìm hiểu được có 3 nơi nên ở nhất. Là gần ga tàu điện chính Main Station, 2 là gần ga Ximending, 3 là ga Yongsan. Bởi vì từ 3 ga này thì đi đâu cũng rất là tiện. Và mình thì chọn ở Ximending vì ngay cận ga là chợ đêm Ximending luôn. Xung quanh rất nhộn nhịp, nhiều hàng quán ăn. Mình rất là hài lòng với sự lựa chọn này. Tuy nhiên là tàu từ sân bay về thì không đi qua ga Ximending. Mình đi về Main Station. Sau đó thì mình bắt taxi từ ga này về khách sạn. Khoảng cách còn chưa đến một cây luôn mọi người ạ. Khách sạn ở bên này thì mình thấy giá chung khá là mắc. Mình nhập vào Tết mà lại còn sát ngày nên giá lại còn cao hơn một chút nữa. Được cái là khách sạn mình đặt thì nhân viên siêu nhiệt tình và thân thiện. Đi bộ ra chợ đêm có 3 phút thôi mà lại rất là sạch sẽ. Khách sạn này mình đặt qua app Agoda nha mọi người. Vào thời điểm đó thì mình đặt gần 3 triệu một đêm. Họ làm thủ tục qua cái máy tự động này nè. Nhưng mà chị này vẫn đứng hướng dẫn mình rất là nhiệt tình.
Giờ nhận phòng ở đây là 3 giờ chiều, hơi trễ cho nên là bọn mình vẫn chưa đến giờ. Bọn mình đã gửi đồ lại đây và đi ăn. Đây chính là lúc địa điểm gần phát huy tác dụng nè, bọn mình đã qua chợ Ximending ăn luôn. Chợ Ximending khá là rộng nha mọi người, kiểu như là nhiều khu phố gộp lại á. Và chợ bán cả ngày chứ không phải là chỉ đêm đâu nha. Thời tiết ở Đài Bắc thì cũng có 4 mùa giống như ở Hà Nội, vậy nên mọi người có thể đến đây vào bất cứ thời điểm nào mà mình thích. Lưu ý nhỏ là tháng 7, tháng 8 thì là mùa mưa bão nên mọi người có thể tránh ra nha. May mắn cho bọn mình đợt này sang đây thì thời tiết khá là đẹp luôn, trời có nắng đẹp, lại khô ráo thế nên là không quá lạnh. Lúc này thì bọn mình đói quá nên là vào luôn một quán mì, và nó là mì Nhật chứ không phải mì Đài Loan nha mọi người. Một đài tệ thì có giá khoảng 780 đồng tiền Việt, và bát mì rẻ nhất không có thịt ở trong quán này có giá là khoảng 78.000. Những loại cao hơn thì giá khoảng từ 1 đến hơn 200.000 nha. Mặc dù là chồng mình ăn được cay nhưng mà bát mì của anh ấy vẫn cực kỳ cay ý. Vậy nên nếu không ăn được cay thì mọi người phải dặn trước với nhà hàng là no spicy hoặc less spicy nhá. Sau khi ăn xong thì bọn mình đi khám phá 7-Eleven. Cái này thì nó giống như thói quen và cũng là sở thích của bọn mình luôn ý. Giá cho một hộp đồ ăn thế này rơi vào khoảng hơn 100k nha. Mình sẽ mua hai loại trà này về. Một cái là sữa ba chỉ. Này ở đây là caramel multi. Khoảng 30-50.000 cho một loại nước này. Ngắm nghía các loại đồ ăn trong này thích lắm nha. Nhưng mà vì mình sẽ đi ra chợ Ximending để ăn nên là thôi mình chỉ ngắm thôi. Cuối cùng thì cũng đến giờ về khách sạn. Vì mình có con nhỏ nên mình đặt loại phòng 23m², có 2 giường đơn. Sau đó thì mình sẽ đẩy vào để cho chiếc giường rộng hơn, nằm sẽ thoải mái hơn. Lúc đầu mình đã cân nhắc loại phòng nhỏ hơn và rẻ hơn, nhưng nghĩ lại thì thấy hai người như vậy thì ổn, còn có thêm em bé, đến lúc tối về nghỉ ngơi sẽ rất là mệt. Và mình thấy đây là một quyết định đúng đắn, chúng mình cũng cảm thấy rất ưng ý về căn phòng này. Nhà tắm thì cực kỳ sạch sẽ và đầy đủ những thứ cần thiết. Tuy không có vòi xịt nhưng bồn cầu lại là loại tự động nha. Nghỉ ngơi một chút rồi đến tối thì bọn mình chính thức quay lại chợ Ximending để xem chợ đêm ở đây sẽ như thế nào. Đồng thời cũng ăn tối ở đây luôn. Thời gian mở chính thức của chợ thì sẽ là từ 16 giờ đến 24 giờ từ thứ hai đến chủ nhật nha. À, Ximending hay còn gọi là Tây Môn Đình nhé mọi người. Đây là quán bán các loại chân vịt rồi nội tạng om xì dầu. Đoạn này thấy xếp hàng đông quá nên là mình không vào. Đói quá nên là tìm cái gì không phải xếp hàng ăn trước. Cái tiếp theo mà mình tìm được là món bánh hành này nè mọi người. Mình thấy loại bánh hành xay nhỏ này rất là ngon nha. Khi mà cắn xong thì cái phần thịt bên trong nó rất là mềm, thơm và ngấm gia vị. Nó nhiều mỡ. Nó rất nhiều mỡ luôn mọi người. Chồng mình không ăn được hành ở trong phở nhưng mà ăn bánh hành thì lại khen ngon nha. Đang ăn thì họ bị công an đuổi, thế là chạy mất tiêu luôn mọi người ạ. Chợ Ximending có rất nhiều món nổi tiếng nên mọi người đừng vội ăn gì ở trong cửa hàng tiện lợi nhé, để dành bụng ra đây ăn thích hơn á. Vì chợ được nối với nhau bởi nhiều con phố, vậy nên mọi người có thể tìm tên quán mà mình muốn ăn trước, sau đó tìm bằng Google nha. Chứ đi mòng mòng trong này để tìm thì rất là khó ấy. Đây rồi, sang Đài Loan là phải thử trà sữa nha mọi người. Mình chưa được uống thử trà sữa Sinh Phu Tang ở Việt Nam, nhưng mà uống ở đây thì mình thấy rất ngon. Nhìn dòng người xếp hàng đông vậy thôi, nhưng mà đợi khoảng 10 phút là có nha. Người ta làm một loạt rồi gọi lấy số ở ngay đây nè. Nó rất là ngậy luôn. Nó rất là ngon, nó rất là ngậy luôn đấy mọi người. Nó hạch ở bên trong nữa. Nó không bị quá ngọt, mình rất là sợ uống. Cho ba chỉ. Đây là lần đầu trong đời em bé 5 tuổi nhà mình được uống trà sữa luôn. Sau đó thì bọn mình đã tìm được quán mì lòng nổi tiếng ở bên này. Có xếp hàng dài đây luôn mọi người. Xếp hàng mua mì lòng rất là dài. Nhưng mà được cái là sẽ không phải được bao lâu đâu. Mình thấy mọi người đi rất là nhanh luôn. Mọi người tìm tên quán ở trên Google Map là thấy ngay nhá. Bọn mình gọi một suất nhỏ có giá 60 đài tệ. Họ để cả size cốc giấy ở đây để cho mọi người chọn nè. Món này sẽ ăn đứng luôn chứ không có bàn ghế nha mọi người. Mình cứ sợ nó hôi nhưng mà nó không hôi, hay là tại mình hay ăn lòng á. Ăn được cả cái rau mùi này nữa, rất là thơm. Với một đứa hay ăn lòng như mình thì mình thấy vị lòng ở đây rất là bùi. Ở bên này họ có tương ớt, tỏi này, giấm này, nhưng mà mình thấy là khá là ngon rồi nên là mình không muốn cho thêm mấy cái này vào nữa. Và một món cực nổi tiếng mà mình nghĩ là ai cũng đã nghe qua rồi, đó chính là đậu phụ thối. Đứng gần cái quán này hoặc đi qua nó thì rất nhiều người phải bị mũi nha mọi người. Xin chào, bắt tay. Bắt tay. Đây là đậu phụ thối đây mọi người. Đậu trang đồ. Nó có nước dùng bên trong. Mình đã có cái em bé nên mình đã bảo là không cay. Ê, gửi ngoài thì nó lại không thối nha.
bình thường. Mình thấy là có thêm ít rau thì chuẩn đấy, là để làm nếu không thì sẽ bị mỡ mỡ ngày mấy. Anh chơi 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 chơi. Mình muốn ăn thử cái thịt bò người ta nướng ở đây. Muốn thử nhiều món quá nên là nhà mình mỗi phần chỉ mua một suất nhỏ thôi. Bò này mình thấy người ta không cho cái sốt gì luôn. Rắc một chút muối vào ha, không có sốt. Mềm lắm, mềm mà thơm lắm. Còn đây là quán gà rán Hosta cực nổi tiếng ở đây. Và đây cũng là quán phải chờ đồ ăn lâu nhất của chợ Ximending luôn hay sao ý. Mình thấy có mấy món để lựa chọn nhưng mà gà rán khổng lồ này thì là món nổi tiếng nhất nha. Mọi người có thể thấy miếng gà rán siêu to khổng lồ ở đằng sau. Và mình thấy mỗi khách đến đây thì họ thường mua tận mấy cái lận ý. Lúc trả tiền thì chú chủ quán cũng bảo là 60 phút thì mới có. Vậy cho nên là bọn mình đi loanh quanh chợ tiếp. Trong lúc chờ món gà rán kia thì mình đi ăn cái cánh gà nướng béo núc này. Thank you. Chia chia. Chia chia. Sẽ ăn thử cái gà này, người ta nhồi. Người ta nhồi cơm với cả thịt ở bên trong hay sao mọi người? Thịt ở ngoài rồi cơ. Khá là thơm. Cái món này thơm lắm nha. Cái cơm sôi bên trong nó cũng dẻo nữa. À, cái món gì ngon đấy? Thịt bạc. Chào mọi người, mình đang ăn con đây. Chào gì? Con, con. Ở đây gọi thế á? Không, nó tự gọi đấy. Tự. Đây là strawberry chứ con. Ngon không? Bác xin, bác xin chụp ảnh với cả bạn bác chị. Xong cái thứ hai lại mút cắn. Ngon không? Cho mẹ một miếng nhá. Mẹ cắn được không? Phải đợi mất một tiếng mới mua được cái gà này mọi người ạ. Ở bên ngoài ấy, cái bò giòn giòn bên ngoài còn bên trong thì nó sẽ mềm mềm. Mình cảm giác như là nó khá rõ cái mùi kiểu dạ vị hương ấy. Bên trong không hề bị khô đâu. Thật ra một cái miếng của nó khá là to nha, vì họ đã hết cái miếng to rồi nên họ làm cho mình hai cái nhỏ. Mà bây giờ là rất là muộn ở đây rồi, phố chợ đêm đóng cửa gần hết rồi. Mà cái quán này nó vẫn, người ta vẫn xếp hàng siêu đông luôn. Người nhìn này, cả hàng người xếp hàng vẫn rất là dài, trong khi các cửa hàng khác thì đã đóng gần hết rồi, mọi người cũng đi về rất là nhiều, rất là vắng rồi. Sau khi về phòng khách sạn, do không có bàn là sẵn ở trong phòng nên chúng mình đã xuống mượn các bạn lễ tân, được mượn miễn phí nha, miễn là mọi người giả lại ngay là được. Hôm nay là sáng ngày thứ hai của mình và gia đình mình ở đây, thì bây giờ rất là muộn rồi. Bây giờ là tầm 11 giờ sáng, nhưng mà tại vì ở bên này quán ăn mở rất là muộn ấy, phải 10 rưỡi 11 giờ ấy. Mình đọc là quán mình muốn đến 11 giờ mới mở. Lịch trình của nhà mình hôm nay là đi cái tháp Taipei 101. Trên đấy có Jin Tai Fung luôn, nhưng mà thầy bảo là cơ sở ở đấy rất là đông, xếp hàng rất là lâu. Thế nên bọn mình sẽ đi cái cơ sở mà đầu tiên mở ra ấy. Và mình cũng cảm thấy thích cái cơ sở đấy hơn, để xem là cái nơi truyền thống đấy thì nó sẽ như thế nào nhá. Cơ sở đấy ga Đông Men, thật ra thì từ cái ga đấy mà sau đó bọn mình đi lên Taipei 101 thì cũng không phải là xa lắm. Thời tiết ở Đài Loan mấy hôm nay rất là đẹp luôn, kiểu rất là mát mà vẫn còn nắng, nhiệt độ rơi vào khoảng tầm buổi tối thì mười mấy độ, buổi sáng tầm hơn 20 độ. Lúc xem thời tiết ở nhà cảm giác rất là vui, nhưng mà mấy hôm nay thấy trời rất là đẹp, rất là thích. Bên này có khá nhiều phương tiện công cộng để mọi người lựa chọn, mà cá nhân mình thì thấy cái nào cũng tiện và có giá cả phải chăng. Đối với những chuyến đi ở khoảng cách xa, bọn mình thường chọn xe bus hoặc là tàu điện ngầm để tiết kiệm chi phí. Khoảng cách gần hoặc trong lúc vội thì bọn mình chọn đi Uber. Mình ăn áng thì thấy sẽ rơi vào khoảng gấp 3 lần giá taxi ở Việt Nam. Trước khi tới chỗ ăn thì bọn mình sẽ ghé qua cửa hàng tiện lợi để mua một loại thẻ rất phổ biến ở bên này, đó là EasyCard. Thẻ này sẽ dùng khi bạn đi tàu, xe buýt, trả tiền xong siêu thị. Mình thấy nó rất tiện và tần suất sử dụng của chúng mình cũng rất nhiều. Ví dụ như lúc đi tàu chẳng hạn, nếu không sử dụng thẻ này, trước mỗi chuyến mọi người đi, mọi người sẽ phải đi mua vé. Còn đã có thẻ rồi thì mọi người chỉ việc quẹt ở ga đầu mọi người lên và ga cuối mọi người xuống, tiền sẽ bị trừ đi ở trong thẻ. Mọi người có thể đặt trước trên Klook hoặc sang đây rồi mới mua, bởi vì thẻ được bán ở các cửa hàng tiện lợi ở khắp mọi nơi. Mỗi người phải mua riêng một thẻ chứ không dùng chung được nha. Nếu mà mọi người đi tàu điện ngầm thì hãy ra khỏi S5 rồi đi tìm Google Maps nha.
nó trên đường Shinji, mình không biết là đọc thế nào cho đúng nữa, nhưng mà mình sẽ để tên đường ở trong ở đây. Có một sự nhầm lẫn tai hại mà về nhà mình mới biết mọi người ơi. Đó là trên đường Shinji này có đến hai quán Yin Tai Fung và mình đã ăn nhầm chứ không phải là cái quán Nguyễn Thủy mà mình muốn. Mình sẽ để link và đúng tên để mọi người có thể search được Google Maps ra cái quán gốc đấy ở đây nha. Hơn 2 tiếng nữa, 2 tiếng 10 phút nữa mới đến lượt bọn mình vào ăn. Thế nên là bây giờ đã là 12 giờ trưa rồi. Tất nhiên là đi vào 7-Eleven ăn đã, xong rồi tí nữa sẽ quay lại quán đó sau. Còn rất nhiều người đang xếp hàng ngoài ăn, chắc là vì kiểu giờ này đang là giờ ăn trưa ấy, thế nên là người đợi lâu như thế. Mình nghĩ ăn nếu đến sớm hơn ấy thì sẽ nhanh hơn, mong đấy. Đấy là nghĩ thế thôi, không biết nha. Ngay gần Shin Tai Fung thì có một cái 7-Eleven rất là to nên mình sẽ vào đây trước. Mình rất thích mấy cái đồ tự phục vụ kiểu này. Hàng quán ở bên này mở khá là muộn, nhưng được cái là cửa hàng tiện lợi thì ở khắp mọi nơi. Có thể thấy là đồ ăn ở trong này trông rất phong phú và ngon mắt, nên ai mà dậy sớm thì cứ thẳng tiến ra cửa hàng tiện lợi thôi. Mắc ba cửa hàng tiện lợi. Vì còn khá nhiều thời gian nên bọn mình quyết định đến khu đài tưởng niệm ông Tường Giới Thạch. Từ đây đến đấy thì cũng chỉ khoảng hơn 2 km thôi, nên mình nghĩ là tham quan xong quay lại ăn là vừa. Sang bên này thì gia đình mình sử dụng Uber. Nếu như mà mọi người lúc nào mà không đi tàu điện thì có thể dùng Uber Bus. Nhưng mà mình có em bé nên là mình đi Uber cho nó nhanh. Vào tham quan khu tưởng niệm thì không phải mua vé nên mọi người cứ đi thẳng vào nha. Ở ngoài khu này rất rộng và rất đẹp. Ở tầng 2 sẽ là tượng mô phỏng ông Tưởng Giới Thạch. Tầng dưới thì là phòng trưng bày và triển lãm. Bọn mình sẽ đi ở tầng dưới trước. Khuôn viên này được xây gồm 4 khu vực chính. Phòng trưng bày và tượng tưởng niệm ông Tưởng Giới Thạch là khu mình đang đứng. Còn hai nhà mái ngói màu cam vàng bắt mắt ở ngoài là Trung tâm Hòa nhạc Quốc gia và Nhà hát Quốc gia. Tham quan hết ở đây thì mình sẽ đi qua khu đó ha. Ngoài các triển lãm về lịch sử thì ở đây mình thấy cũng có các triển lãm khác như Doraemon hay là các triển lãm hiện đại hơn này. Tuy nhiên triển lãm này thì sẽ phải mua vé vào nha. Tham quan phòng trưng bày ở dưới xong thì bọn mình đi ra ngoài để lên trên khu trưng bày tượng mô phỏng của ông Tưởng Giới Thạch. Đây là một bức tượng rất lớn và uy nghiêm. Để đi lên được khu sảnh chính này thì mọi người sẽ đi qua 89 bậc thang tượng trưng cho số tuổi hướng dương của ông Tưởng Giới Thạch. Đây chính là Trung tâm Hòa nhạc Quốc gia và Nhà hát Quốc gia này. Đây là khu cổng chính để đi vào nha, lúc nãy mình đi hơi ngược. Sau khi tham quan mất khoảng hơn 1 tiếng thì bọn mình quay lại Jin Tai Fung. Vậy mà vẫn chưa đến lượt bọn mình ăn luôn nên là mình ra chọn đồ ăn trước. Nhà hàng đã để một cái menu siêu to khổng lồ ở phía ngoài để mọi người có thể tham khảo món ăn. Mình thấy rất hay là bên này người ta thường để khu chế biến đồ ăn ở ngay sau một cái tấm kính để mọi người có thể nhìn rất là rõ. Chúng ta vừa được xem cách họ làm đồ ăn mà lại còn thấy là rất sạch nữa. Nhà hàng thì đông, tuy nhiên là mọi người đã order xong thì chỉ mất khoảng 15 phút là đồ sẽ ra thôi. Mọi người sẽ tích menu ở trên máy nha, nên là sẽ có hóa đơn luôn. Tổng thiệt hại thì nhà mình hết khoảng 1,2 triệu cho hai người lớn và em bé và ăn no căng luôn. Đây là tiểu long bao thịt lợn đúng không? Và phải có cái nước ở bên trong đó. Bên ngoài rất là mềm. Là mặn tôm. Nó cũng có nước ở bên trong mọi người ạ. Nhưng mà vị nó ngon nhỉ. Kiểu cảm giác rất là ngon nên mình không muốn chấm luôn ấy. Bình thường mình không thích ăn sứ mại đâu, nhưng mà nó chỉ là cái sứ mại này ngon thật. Mà chỉ. Ở đây là kiểu long bao mì xanh với tôm. Mình thấy có hình kiểu must try là mình nghĩ là nên thử. Ta chỉ bảo là đây không ngon bằng thịt lợn. Mình thấy trong này nó có vị rau nó khác hẳn vị thịt mọi người ạ. Vị rau khá là rõ. Đây là dưa chuột, muối cay. Không biết là đúng muối cay hay là ướp cay lại loại thế. Không cay lắm, vị khá là ổn nha. Đây là một cái món mình rất là thích, đó là dạ dày này họ bảo là cay nha. Đúng kiểu ướp của người Trung Quốc à? Ngon, nó ngon. Ừ, nhưng mà nó cay hơn cái dưa chuột. Đây là cơm thịt lợn. Cơm này thấy cũng có cái vị must try. Cắn ở dưới thì nó bình thường như cơm rang của mình thôi. Ngon là cái thịt lợn này, nó vừa mềm vừa thơm. Nhìn cái miếng thịt lợn ấy thì nghĩ là không khô đúng không, nhưng mà nếu ăn thì lại thấy nó mềm ấy, nó khô như là mình nghĩ. Đây là canh gà, đúng vị lượng gà. Gà
cá rất là mềm, rất là mềm luôn, tách ra được luôn. Mà nó cũng nhạt nhạt nên là mình nhanh chóng. Cái bắp kim sa ngon không? Ngon lắm không? Ăn nó ngậy hơn hả? Con chào mọi người ạ. Con đang ăn nhà đi đấy. Kim sa. Hồn liệu. Lúc này ăn xong là 2 rưỡi chiều và theo lịch trình thì bọn mình sẽ qua tòa tháp Taipei 101. Mọi người đi tàu điện ngầm theo Google và nhìn các biển báo này rất dễ đi nha. Đến dưới chân tòa tháp là thấy các nghệ sĩ đang biểu diễn. Mọi người thử nghe xem có quen không nhé. Sau đó nhà mình lên phía trên để đi vào tháp. Taipei 101 là niềm tự hào của người dân Đài Bắc. Tháp có 101 tầng ở phía trên mặt đất, 5 tầng hầm dưới lòng đất và cao 508m. Trước khi tòa Khalifa ở Dubai được xây dựng vào năm 2010 thì đây đã từng là tòa nhà cao nhất thế giới nha. Mục đích của gia đình mình đến đây ngày hôm nay cũng không phải là để đi mua sắm mà là đến đài quan sát tầng thứ 89 của tòa nhà này. Từ trên đó chúng ta có thể quan sát toàn thành phố Đài Bắc và mọi người có thể đặt vé trước ở trên cây lúc nhé. Chỉ cả lúc rồi nên là mình có thể đi vào luôn. Sau khi đổi được vé xong thì đây vẫn là hàng người xếp hàng để đợi lên đài quan sát nhá. Siêu đông luôn mọi người. Trẻ em dưới 115cm thì không phải là đẹp. Mà kiểu bà bác chị thì vừa đúng 115 ý, kiểu nhìn hơn một xíu thì là cô cũng không tính tiền luôn. Để lên được đài quan sát thì chúng ta sẽ đi qua một chiếc thang máy mà có tốc độ thuộc top nhanh nhất thế giới. Đi từ tầng 5 lên tầng 89 chỉ rơi vào khoảng 37 giây thôi mọi người ạ. Rất là hay đấy, họ có cái chú thích ở đây để biết là cái bên dưới là cái gì mọi người. Ngắm Đài Bắc từ trên cao phải nói là một quang cảnh mà thực sự rất là ấn tượng và mình nghĩ là mình sẽ không thể nào quên được. Từ đây mọi người thì nhìn thấy thành phố nhộn nhịp ở phía dưới. Phía xa thì lại là con sông dẫn đến dãy núi được bao phủ bởi mây mờ. Cái cảm giác vừa yên bình mà vừa thích thú cứ như là đang ngắm tiên cảnh á mọi người. Vé của mình là vé quan sát tầng 89 và bao gồm cả tầng 91. Tầng 91 là quan sát ở ngoài trời, vậy cho nên sẽ tùy thời tiết mới mở nha mọi người. Lúc này là hoàng hôn rồi nè, trời ơi cái bầu trời ngả vàng đẹp tuyệt vời luôn mọi người ơi. Có một điều đặc biệt nữa đó là vào đêm giao thừa thì tòa Taipei 101 này sẽ bắn pháo hoa nha. Nhìn màn hình trình chiếu này mà mình cũng muốn thử đến đây một lần để ngắm pháo hoa vào dịp năm mới. Sau khi xong thì chúng mình xuống tầng 88 để xuống thang máy thì lại thấy là tầng 88 rất vắng, có tiếng nhạc du dương. Mà lúc này thì đang là hoàng hôn nữa nên bọn mình quyết định là dừng lại đây hơn nửa tiếng để quay cho bằng được cảnh mặt trời lặn. Khi đi xuống thì mình mới có thời gian để ngắm nghía. Đây là các tầng ở trung tâm thương mại nha. Và hôm sau là ngày 14 tháng 2 nên là chúng tôi đã tặng tôi một món quà. Nhìn lấp lánh thích quá, mua hết về được không chồng ui. Cảm ơn bạn cùng giường nhiều nha. Đối với sản phẩm có giá trên 2.000 đại tệ thì mọi người có thể được hoàn thuế nha. Và cái quầy để hoàn thuế thì ở ngay trong trung tâm thương mại luôn. Mọi người cầm theo hóa đơn và hộ chiếu. Hoàn thuế này có cả tiếng Việt luôn mọi người ạ. Đây hóa ra là cho vào đoạn này thì nó sẽ quét ra số tiền này, cái hóa đơn của mọi người này. Check đúng thông tin thì mọi người xác nhận và ký tên vào. Sau đó tài liệu hoàn thuế sẽ được in ra và chúng ta mang qua một cái quầy ở gần đó. Và đợi một tẹo thì mọi người sẽ được hoàn tiền. Nhà mình phải đi về rồi. Đi về nhà nghỉ một lúc rồi thì sẽ đi chợ đêm Nhiêu Hà. Rao hè. Bây giờ là 7 giờ tối nhưng mà cũng khá là mệt ý. Phải về nghỉ ngơi và các sạc điện thoại đã không tí thì không thể quay được nữa. Khoảng hơn 8 giờ thì nhà mình bắt đầu di chuyển đến chợ Nhiêu Hà. Mình đã xem khá nhiều bài review và mọi người đều nói là nếu muốn ăn ngon thì phải đến chợ này. Ngay từ đầu cổng chợ đã là hàng bánh tiêu nổi tiếng, hàng người xếp dài từ ngoài luôn. Nhưng mà vì quá đói nên bọn mình quyết định là đi vào trong trước để xem có cái gì không phải chờ quá lâu không. Bọn mình vừa đến chợ đêm Nhiêu Hà xong rồi, okay. Không thể nghĩ được là cái chợ này kiểu đông đến như thế này luôn trời ơi. Đông người đi kiểu như từng tí một. Mà hàng ăn nào cũng kiểu xếp hàng dài đằng dạc luôn ý. Ở đây đông hơn Xi Men rất là nhiều nha. Mình thấy có nhiều món được review là nên ăn ở đây. Tuy nhiên là nếu đi tìm thì trong cái chợ đông thế này tìm sẽ rất là lâu. Nên nếu đang đói mà mọi người thấy món nào thuận mắt thì mình nghĩ là cứ ăn thử trước đi. Vì chợ này phải gọi là ngập tràn đồ ăn. Và mình phải công nhận là những món mình đã ăn thử thì đều thấy ngon. Cái này là cuộn thịt gà mọi người, sau đó là người ta rắc cái gia vị lên. Ngon. Cao vẫn ăn mềm nhá, mọng nước. Ngon. Là món ăn dessert truyền thống. Trắng. Đây, quá.
Nếu ai mà là fan của các món như lòng, rồi tim, rồi thịt xiên thì nếu gặp cái hàng này nhất định phải ăn thử nha mọi người. Đặc điểm là sẽ có các cái tô như cái chậu này bày ở phía trước. Mọi người cho đồ mọi người muốn vào rồi họ sẽ làm nóng lại cho mình. Vì nóng nên ăn rất ngon mà không bị kiểu tanh tanh nha. Mình mua túi đấy giá 300 tệ, khoảng 100 ngàn đi. Và nhất là lòng. Nha. Đó là kiểu họ bảo là lấy thêm vào để cho nó đủ 300 bạc để họ đỡ phải thổ tiền lẻ. Sò điệp, không phải là bánh. Còn một cái miếng bánh này mình rất thắc mắc là trông nó giống bánh dày ấy mọi người. Đúng là bánh gạo luôn, giống bánh dày ấy. Cái vị người ta ướp ngon. Bình thường mình ăn gì mình sẽ thêm tương ớt, nhưng mà cái này mình không cần phải thêm luôn. Cái lòng này trông rất là ngon luôn ý. Nó chỉ ngồi ra. Thịt xiên nướng. Ngon quá. Tim đây. Đáng giá. Cái xúc xích này mình ăn thử là nhỏ mình thấy cũng ưng lắm nha. Có nước tương tỏi pha ở đấy mà cưới này cho thêm vào. Đây là bánh chiên. À mình không cho. Chia chia. À uống thử xem. Sao bố bắt cả bố thao. Lạch bớt. Lạch bốt người luôn. Được cái là bên này kiểu người ta pha trà hay là các cái đồ uống ấy nó nhạt nhạt, nó không bị ngọt quá. Mình rất sợ uống đồ ngọt. Thì đồ đây nó nhạt nhạt thôi, rất là đủ vị mình. Mình xem cái hot dog phô mai này lâu rồi nha, nhưng đây là lần đầu tiên mình nhìn thấy nó ở ngoài. Nhìn chỗ phô mai này thì chắc chắn em bé nhà mình sẽ rất là thích. Khi mình mua thì chú ấy mới bắt đầu làm và chúng ta cũng nhìn được từng công đoạn, thấy rất sạch sẽ ha. Mình tưởng cái này là tương ớt nên mình chỉ bóp sang bên cạnh thôi để cho em bé ăn được. Hóa ra nó lại là cà chua. Ngon không? Ngon lắm à. Nha, con đã cắn đến đoạn phô mai đâu. Ngon không? Cho mình xin một miếng nữa. Ôi ôi. Lúc này thì thấy khá mỏi chân rồi nên bọn mình quyết định là chọn quán này vì có ba ghế ngồi. Mà thấy kiểu mọi người đang ngồi hút cái gì xì xụp trông ngon lắm nha. Cái này là nhỏ nhưng mà có cả ba ghế mọi người ạ. Nó thối thiệt sự luôn á. Người thật sự là thối. Không đọc kỹ tiêu đề của món ăn thế nên mình đã hiểu lầm thành trong mì này thì sẽ có tiết vịt nữa. Tôi tìm hoài không thấy luôn. Nếu mà mọi người muốn ăn tiết vịt thì hãy gọi thêm nha. Ê, tôi hợp vị mấy cái sữa lắc hoa quả ở đây kinh khủng luôn ý. Kiểu nó vừa bùi vừa thơm và không bị quá ngọt nên là uống rất là ngon. Và nó loãng thôi chứ không đặc nha. Mọi người có hay thấy mấy cái kẹo này ở trong phim cổ trang Trung Quốc không? Nhưng mà họ sẽ làm hình con bướm hay là mấy cái hình của cổ hơn ý. Còn ở đây sẽ có hình kiểu Doraemon, Pikachu các thứ. Để kết thúc thì chồng mình quyết định là quay lại cái quán bánh tiêu nổi tiếng mà mọi người xếp hàng dài ở đầu chợ ấy mọi người. Mình không ngờ là bánh này người ta cho nhiều hành đến như thế luôn. Bình thường thì chồng mình không ăn được hành ở trong phở nhưng mà không hiểu sao trong bánh này thì lại ăn được. Tuy nhiên là mình không thích bánh này bằng cái bánh hành nhỏ nhỏ ban đầu ở chợ Ximending. Không biết nó là cùng một loại bánh hay là hai loại bánh khác nhau ta. Vậy là kết thúc phần 1 video chia sẻ về kinh nghiệm du lịch Đài Loan tự túc của mình. Mình sẽ ra phần 2 nữa và trong phần 2 có gì thì mọi người cùng đón xem nha. Cảm ơn mọi người đã theo dõi đến đây.